Dạ, chúng tôi xin chào tất cả quý đại biểu cùng tất cả quý vị là chào trân trọng và thân yêu nhất. Ngày hôm nay được tham gia vào chương trình miền Bắc yêu thương, chúng tôi xin cảm ơn sự giao duyên của ban tổ chức, xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và xin cảm ơn bé Thi Nhung đã giao duyên cho chúng tôi được góp mặt trong ngày hôm nay để nghe lời ca tiếng hát tới xoa dịu nỗi đau của tất cả bà con của bác ở miền Bắc. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là mọi người đều có một cái tâm thế là mình sẽ ủng hộ cho bà con ở miền Bắc đúng không ạ? Vì vậy cho nên là xin phép cho Lâm được làm một cái cử chỉ là không những Lâm đi hát mà Lâm có thể là bước xuống với Lâm khuyên góp được không ạ? Và kể của ít lòng nhiều, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, miễn làm sao là mình có được một cái số tiền nho nhỏ gửi ra cho bà con miền Bắc. Ở đây có ai có cái thùng tiền không ạ? Tiên ơi, có cái thùng tiền không? Cái thùng nó bự quá, chắc khi chắc gãy tay quá. Dạ. Được không anh? Được ha. Dạ. Được thì mình đi. Và bây giờ xin mời quý vị và các anh chị hãy cùng chuẩn bị móc hồ bao. Chúng ta Long đi tới đâu thì mọi người ủng hộ tới đó nha. Nếu đồng ý cho Long một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn. Và ca khúc của nhạc sĩ Hồ Phi Nam được mang tên Sao Trời Làm Gió. Xin mời quý vị và các anh chị cùng lắng nghe. Tóc xanh vai màu năm tháng, gái
trong lòng. Yeah! Sao trời làm cho đầy con mình sang tất lý ta. Dòng sông dẫn người qua, nghiêng lần hai cách cao đắm bời. Đường em dòng chung lối đeo ai rồi anh khóc mình nào. Tại số của mình thôi, đến rồi đi sao buồn làm gì. Cảm ơn anh Tàu. Thôi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ngày nay mình cô đơn. Sợi lo cắt đứt làm đôi, đôi nói hoàng chân dài ngắn u sầu, cầu cao đi tới đời anh mất người. Hoàng chân dài ngắn u sầu, cầu cao đưa tới đời anh mất người. Dạ xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chung tay góp sức, dù cho của ít làm nhiều, người bao nhiêu cũng được, miễn làm sao góp gió thành bão, mình sẽ có được một số tiền khá khá để gửi cho bà con ở miền Bắc. Mỗi người chỉ được hát một bài thôi. Xin chúc cho tất cả quý vị và các anh chị và ban tổ chức luôn luôn được nhiều sức khỏe và sẽ thành công. Và nhất là Cao Lâm gửi lời thăm bà con miền Bắc. Một lần nữa xin chào tất cả. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.